Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, chúc Tết 4 đảng viên ở huyện Tiên Lữ, thăm tặng quà đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần Bảo Hưng có địa chỉ ở xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Cùng đi có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đợt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng mùng 3 tháng 2 năm 2022 cho đảng viên Trần Văn Toàn, sinh năm 1929. Đảng viên Tô Văn Lịch đều đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Phí Xá, xã Lệ Xá. Đảng viên Trần Thanh, sinh năm 1929 và đảng viên Nguyễn Văn Na, sinh năm 1922 đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Dung, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ. Đây đều là những đảng viên tiêu biểu được kết nạp đảng từ khi còn trẻ và có quá trình công tác, đóng góp cho phong trào cách mạng cũng như xây dựng quê hương đất nước đổi mới, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được tổ chức giao phó. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng 4 đảng viên được trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng đợt này. Đây là niềm tự hào không chỉ của gia đình, bản thân các đồng chí đảng viên mà còn là của quê hương Tiên Lữ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các đảng viên năm mới dồi dào sức khỏe, trường thọ, tiếp tục có nhiều đóng góp cho các phong trào của địa phương, là tấm gương để con cháu noi gương học tập. Đối với Đảng bộ chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa tới đời sống tinh thần vật chất các đảng viên cao tuổi đảng. Công ty Cổ phần Bảo Hưng đang tạo việc làm cho gần 600 lao động. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, nhưng ban lãnh đạo công ty đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, tổ chức sản xuất, đầu tư đổi mới thiết bị, phát động các phong trào thi đua. Qua đó, doanh thu đạt trên 5 triệu đô la Mỹ, thu nhập bình quân là 10 triệu đồng một người. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương những nỗ lực cố gắng của công ty trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống của người lao động, đặc biệt tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên đã phát huy vai trò tích cực hoạt động, góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian tới, ban lãnh đạo công ty tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Cái Tết này thì tôi đề nghị là lãnh đạo doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch. Bởi vì chúng ta đang trong trạng thái là thực hiện là phải thích ứng linh hoạt an toàn với dịch COVID-19, đồng thời cũng phải kiểm soát một cách có hiệu quả dịch COVID-19. Thế cho nên là các biện pháp kiểm soát dịch trong cái dịp Tết này chúng ta cần phải tăng cường hơn một bước nữa. Đấy, rồi cán bộ, công nhân, người lao động của doanh nghiệp tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Chúng ta đang rất an toàn, tôi có thể nói là chúng ta đang rất an toàn trong nội bộ, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có khả năng mất an toàn nếu như chúng ta lơ là chủ quan để cho lây nhiễm dịch. Cho nên là doanh nghiệp cũng thường xuyên tiến hành cái việc xét nghiệm định kỳ, chọn mẫu, hoặc khi cần thiết mà có cái nguy cơ lây nhiễm cao thì các đồng chí xét nghiệm thường xuyên với cái diện rộng, thậm chí là 100% người lao động, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cái doanh nghiệp của chúng ta. Và tới đây rồi các đồng chí cũng sẽ về ăn Tết, thật là sum vầy cái Tết đoàn viên và cái Tết an toàn. Trước thềm xuân mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, công nhân và người lao động công ty cùng gia đình đón Tết hạnh phúc an khang. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao 55 suất quà tặng đoàn viên công đoàn tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1.250.000 đồng.